Dạ vâng ạ. Tiếp tục chào mừng các anh chị và các bạn đến với video bài học tiếp theo. Và bài học này không mất thời gian, tôi sẽ giới thiệu trực tiếp một trong những kỹ năng giúp các bạn bán được nhiều hàng hơn, giúp các bạn thành công hơn trong việc bán hàng và chạm tới chiếc cúp King of Sales, trở thành một nhân viên bán và hàng tốt nhất, bán hàng nhiều nhất, giỏi nhất của công ty, thăng tiến trong nghề nghiệp. Đó chính là kỹ năng xây dựng hệ thống và mạng lưới bán hàng. Vâng. Đầu tiên, nói về kỹ năng xây dựng hệ thống và mạng lưới bán hàng thì chúng ta sẽ cần hỏi là mạng lưới bán hàng là gì, đúng không ạ? Tác dụng của nó như thế nào và làm sao để xây dựng đây? Thì chúng ta có thể hiểu là mạng lưới hệ thống bán hàng tức là chúng ta tạo ra một hệ thống bán hàng vô cùng vững chắc với rất nhiều tầng lớp cấp bậc và số lượng những người tham gia cùng bán hàng cho chúng ta. Tôi lấy thí dụ như thế này gọi là mạng lưới bán hàng đa cấp như là Amway, Nu Skin. Đấy là những cái hình thức đa cấp chân chính tính đến thời điểm này nhé. Nó vẫn còn là đa cấp chân chính. Và ý tôi muốn nói là gì? Nó sở hữu hàng vạn người bán hàng trong tay. Đó, nó bán hàng theo hình thức người giới thiệu cho người này, người một giới thiệu cho người hai mua, và người một lại giới thiệu tìm người bán hàng ở vị trí cấp dưới của mình. Và nó cứ phân cấp như thế. Đó, thì người bán hàng sẽ tìm người mua và sẽ tìm cả người bán hàng tiếp theo. Thì như vậy người ta gọi là mạng lưới, được chưa ạ? Hoặc một cái ví dụ khác nữa tôi được biết, ví dụ như là tập đoàn bất động sản Sen Group, đúng không ạ? Là một trong những cái tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam. Thì họ duy trì những cái sàn giao dịch bất động sản, chuyên bán các cái sản phẩm bất động sản là dự án. Đó. Và họ sở hữu hàng nghìn sale bất động sản trong tay. Có đúng không ạ? Thế thì cái doanh số đến từ cái việc mà có hàng nghìn sale như vậy cũng chiếm một cái tỷ lệ rất là quan trọng đối với tập đoàn này. Câu chuyện này chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy ngay, chứ không cần phải hỏi han hay nghiên cứu hay đọc các báo cáo ở đâu cả. Tôi đang nói về đấy gọi là mô hình xây dựng hệ thống và mạng lưới bán hàng, phát triển cái hệ thống mạng lưới này lên. Được chưa? Và các bạn có thể thấy là làm sao để bán bây giờ? Làm sao để xây bây giờ? Thì đây là một số cách để chúng ta có thể làm. Nếu mà chia thành cách lớn thì nó gọi là nhóm offline và nhóm online. Bây giờ cái gì cũng on và off hết, đúng không? Ví dụ như mạng lưới của Nu Skin này, mạng lưới của Amway này, hay là mạng lưới của Sen Group, hay là mạng lưới của bảo hiểm. Đấy, những cái tư nhân viên tư vấn tài chính bảo hiểm đấy chính là nhân viên bán hàng của bảo hiểm. Và hệ thống của họ rất lớn. Nhưng mà online, đúng không ạ? Thì có website, có các kênh, rồi có các cái chương trình affiliate, đúng không ạ? Thì đó chính là cách mà chúng ta sẽ xây dựng. Và cụ thể là những kênh nào thì tôi sẽ giới thiệu một số những kênh, những cái kỹ thuật cơ bản để giúp các bạn có hiểu và bắt đầu phát triển cái hệ thống của mình. Thứ nhất là các bạn có thể thông qua đào tạo. Đó. Các bạn có thể là sẽ tham gia vào các chương trình đào tạo, tham gia vào các lớp đào tạo của hết người này đến người kia, bởi vì mình tham gia vào thì mình kết nối được, đúng không ạ? Người ta quay sang người ta hỏi, ơ thế anh làm gì đấy? Bảo vâng, tôi bán bảo hiểm, vâng tôi bán bất động sản, vâng tôi bán ô tô, vâng tôi bán xe máy, vâng tôi bán mỹ phẩm, kiểu như thế. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng, đấy. Rồi thì chúng ta, tất nhiên chúng ta phải lựa chọn những cái chương trình đào tạo nó phải chất lượng, đúng không ạ? Có phí hoặc là miễn phí đều được, đấy. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều chương trình đào tạo có phí và miễn phí, và cũng rất nhiều cái mức độ học tập của giảng viên. Có người thì thu học phí rất cao nhưng không có nghĩa là các bạn sẽ thu được nhiều kiến thức hay là trải nghiệm. Có những người thu học phí rất là thấp nhưng mà họ thực sự là có nhiều trải nghiệm và họ muốn cho đi, đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta làm gì trong cái quá trình chúng ta đi học, đúng không? Thì chúng ta có thể trò chuyện, có thể kết bạn, có thể tìm đối tác, tìm bạn hàng. Chúng ta có thể bán hàng ngay trong cái nhóm đó, hoặc là chúng ta thu thập những người đó gia nhập hệ thống của chúng ta, được chưa ạ? Thế rồi chúng ta cũng có thể là trở thành một chuyên gia đào tạo. Chúng ta trở thành một chuyên gia đào tạo, ví dụ như tôi đấy. Ở đây là tôi là chuyên gia nhé, chuyên gia chứ tôi không phải là diễn giả. Chuyên gia đào tạo thì chúng ta có thể thu hút được một lúc là có hàng trăm người, hàng chục người, và đỉnh cao hơn nữa có thể lên tới hàng nghìn người cùng tham dự vào cái sự kiện đó. Thì cùng một lúc bạn bán hàng cho nhiều người thì như vậy bạn sẽ dễ dàng thành công hơn rất nhiều. Đó.
Và tôi cũng có nói về cái kỹ năng là bán hàng tại sân khấu, bán hàng bằng hội thảo, bán hàng khi thuyết trình rồi, đúng không ạ? Các bạn xem lại một chút nhé. Chúng ta có thể tham gia hội thảo bằng cách là năng đi, đặt câu hỏi, kết bạn, đúng không ạ? Lượm khác của những người xung quanh và kết bạn với họ, và giúp chúng ta trở nên nổi bật đấy, để chúng ta có thể thu hút được những cái khách hàng của chúng ta. Ví dụ như là tôi nhớ vài năm trước khi tôi đi dự một cái hội thảo là Digital Marketing Planning của một cái đơn vị rất là lớn, thì họ tổ chức hội thảo có hàng trăm người đấy. Thế nhưng mà có một hai câu hỏi mà bản thân những cái người ngồi ở trên diễn đàn đấy họ không thể trả lời được, vì nó hỏi về kỹ thuật, hỏi về chi tiết. Thế thì tôi mới đứng dậy, tôi xin phép tôi trả lời giúp cho họ. Thế và khi tôi trả lời, tôi thuyết phục như vậy rất là tốt, thì tất cả những người xung quanh đấy họ thấy điều đấy là điều rất là bất ngờ, và cái câu trả lời giúp cho họ thỏa đáng được, thì tôi trở nên nổi bật và họ bắt đầu hỏi tôi, họ lấy số điện thoại của tôi và rất có thể họ sẽ trở thành khách hàng của tôi, đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta sẽ tham gia và xây dựng đội nhóm, đúng không ạ? Chúng ta có thể tự tay phát triển các đội nhóm bằng cách là giống như là các hệ thống họ vẫn làm, như Amway họ vẫn làm, như Nu Skin nó vẫn làm, bằng cách là mời họ vào hệ thống, hãy trao cho họ những cái cơ hội để họ bán hàng, hãy làm từ A đến Z giúp họ, sản phẩm chụp hình cho họ, báo giá làm cho họ, hợp đồng mẫu làm cho họ, sản phẩm mẫu làm cho họ, đúng không ạ? Họ chỉ việc đăng hình và bán, thậm chí bạn ship hàng luôn, bạn thu tiền luôn và bạn chuyển tiền lãi cho họ. Đấy là cái chúng ta phát triển hệ thống mạng lưới cộng tác viên online và offline, đặc biệt là hệ thống cộng tác viên online. Chỉ cần là Facebook của bạn có nhiều bạn bè, bạn nổi tiếng, bạn uy tín, Zalo của bạn có nhiều người theo dõi, bạn có website truy cập đông view càng tốt, bạn có kênh YouTube thì càng tuyệt vời, Instagram của bạn có rất nhiều người follow, xin chúc mừng. Thì chúng ta hãy đi lượm nhặt những cái người như vậy để gia nhập vào hệ thống của chúng ta. Tất nhiên nó phải phù hợp một chút, đúng không? Phù hợp về tuổi tác, phù hợp về tính cách, phù hợp về cái quan điểm đấy, và giới tính. Thí dụ như là tôi bây giờ tôi muốn phát triển một cái mạng lưới bán hàng sản phẩm của công ty tôi là Crown Space, là bán giày dép trẻ em. Thế thì đối tượng của tôi nên là phụ nữ, và nên là những bạn sinh viên, nên là những người đi làm công sở, và nên là những người đã có con, đã có gia đình, đặc biệt là những người đã có gia đình, đúng không ạ? Tuổi khoảng độ 25-26 trở lên. Thế họ có thể đăng hình lên bán. Bán được một sản phẩm chiết khấu 10, 20, 30% tùy vào cái mức độ lợi nhuận của từng sản phẩm, của rượu vang hay của giày dép hay của thời trang hay của mỹ phẩm, ví dụ như thế, đúng không? Đấy là gọi là chúng ta xây dựng mạng lưới cộng tác viên. Và đây là cái mô hình mà các cái công ty mỹ phẩm, các cái thương hiệu mỹ phẩm ở Việt Nam, cũng như là một số những cái thương hiệu mỹ phẩm như Oriflame, họ rất là hay làm. Họ sử dụng những cái bạn hot girl hay là những cái bạn mà có lượng theo dõi tốt, bất kỳ ai muốn kiếm tiền, bất kỳ ai có thể tham dự được. Đó, đấy là cái cách họ phát triển và họ bán ăn cực kỳ tuyệt vời luôn các anh chị nhá. Chúng ta phải làm ngay. Đấy, thế rồi chúng ta cũng có thể xây dựng kênh YouTube của chúng ta, phát triển kênh YouTube. Ví dụ như họ tìm làm thế nào để bán hàng, hay là online marketing, hay là chạy quảng cáo trên Facebook, họ tìm thấy video của tôi. Thế là họ có xem, họ cứ xem thôi, thì 100 người xem sẽ có 1-2 người có nhu cầu, họ sẽ tự liên hệ với tôi, họ sẽ mua sản phẩm và dịch vụ của tôi. Thì đó gọi là cái cách tôi gọi nó là xây dựng hệ thống bán hàng và mạng lưới bán hàng tự động, được chưa ạ? Tiếp tục, đấy là chúng ta cũng có thể là phát triển Facebook, đúng không? Đấy, ví dụ như là Facebook là thông qua live stream, thông qua profile cá nhân, thông qua group, thông qua fanpage, vân vân. Group thì có group cộng đồng, group công ty, group kín. Đấy, rồi thì fanpage thì có fanpage cộng đồng hay fanpage bán hàng, vân 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 vân. Thì chúng ta sẽ phát triển. Tôi có một số các bạn học trò bán hàng trên Facebook rất là giỏi, doanh số có thể đạt 1.5 tỷ đến 2 tỷ một tháng, và lợi nhuận thì có thể đạt từ 700 triệu cho đến 1 tỷ một tháng là chuyện bình thường. Và tôi khẳng định với các anh chị rằng là với gần 6 năm đi dạy về Facebook marketing và online marketing thì tôi có rất nhiều các khách hàng và là các học viên của tôi là như vậy. Tuy nhiên thì tôi không phải là những người quá nổi danh và quá theo cách mà mình thích show off những cái chuyện đó ra,
nhưng mà tôi biết những cái nguyên lý để dẫn đến cái sự thành công theo cách bán hàng như vậy được ạ. Đấy, Zalo đúng không ạ, chúng ta phát triển, chúng ta kết bạn, rồi ai kết bạn với chúng ta cũng đồng ý và chúng ta đăng hình lên. Đấy, thì rất có thể chúng ta như đi câu thôi, 100 lần chúng ta đăng không có khách, nhưng mà lần thứ 101 chúng ta sẽ có khách, đúng không? Chúng ta có thể phát triển website, làm hình ảnh, làm bài viết, làm video. Đấy, chúng ta đưa lên website, chúng ta làm sale cho web. Chúng ta thậm chí là chạy AdWords, Google AdWords cho website để họ tìm, họ thấy cái sản phẩm của chúng ta. Rất nhiều các sản phẩm được bán theo cách như vậy. Ví dụ như là tôi tìm các cái sản phẩm về y tế thì có xu hướng là làm sale và làm AdWords bán rất tốt. Đấy, ví dụ như là máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, rồi thì máy hỗ trợ tim mạch kiểu như thế. Thì khi nào nó có nhu cầu thì người ta sẽ tìm. Và tìm thì thấy sale, thấy AdWords ra website của bạn. Trên website có hình ảnh, có bài viết, có giá, có thanh toán. Tất cả thông tin đều rất là chuẩn mực. Thì cứ thế là chúng ta có đơn hàng, cứ thế có đơn hàng thôi. Chúng ta không cần phải chạy quảng cáo, đúng không? Đấy gọi là xây dựng hệ thống và mạng lưới bán hàng. Chúng ta sử dụng rất nhiều công cụ trong cùng một lúc. Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng có thể là lên các diễn đàn, chúng ta đăng. Mặc dù diễn đàn thì bây giờ không hiệu quả nữa, bởi vì Facebook nó xoán ngôi rồi, đúng không? Nhưng vẫn rất là tốt, bởi vì là chúng ta sử dụng nó miễn phí. Chúng ta cũng có thể PR báo chí, ví dụ như là viral báo chí, thông qua cái việc chúng ta là một chuyên gia, hay là chúng ta hãy nói về chúng ta, hay là chúng ta tạo ra những cái thông điệp truyền thông để giúp PR báo chí lên, đúng không ạ? Chúng ta có thể tự viết báo, hoặc là chúng ta tạo ra các câu chuyện của riêng chúng ta. Thế rồi thì chúng ta cũng áp dụng những cái phương pháp mà cho đi và chúng ta sẽ nhận lại sau, đúng không? Ví dụ như là chúng ta viết các bài viết, chúng ta tạo các cái website free cho khách hàng, chúng ta tạo các video miễn phí, chúng ta cho những cái cuốn sách hay là những cái bài hướng dẫn miễn phí cho khách hàng hoặc là miễn phí cho đối tác của chúng ta. Đấy, thì dần dần thì người ta biết đến chúng ta, người ta biết đến chúng ta. Thì như tôi đã nói, có một cái nguyên tắc là trong bán hàng hiện đại, bây giờ người ta nói là gì? Ai biết bạn chứ không phải là bạn biết ai, đúng không? Thì tất cả những cái kênh như thế để đảm bảo là cái thương hiệu của cá nhân chúng ta và thương hiệu của sản phẩm chúng ta sẽ được lan tỏa và chúng ta sở hữu những cái đội sale là nhân viên hàng nghìn người, chúng ta sở hữu những cái đội công cụ sale tự động automatic như vậy rất là tốt. Và ngoài ra thì cũng có rất nhiều các công cụ khác nữa, và từng cái công cụ này làm như thế nào thì tôi sẽ trình bày thêm trong các video tiếp theo. Và trước khi kết thúc cái bài học là kỹ năng mà xây dựng mạng lưới hệ thống bán hàng, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là mạng lưới và hệ thống bán hàng, đặc biệt là trong cái bối cảnh online đang rất phát triển như này, cực kỳ tuyệt vời. Đó, và chúng ta nên xây dựng ngay theo bằng các là phát triển các hệ thống bán hàng qua website, qua các công cụ online marketing và hệ thống cộng tác viên online và offline như tôi lấy ví dụ, hoặc là các website đấy chúng ta có thể tham gia vào các mạng affiliate, hay còn gọi là các cái mạng marketing liên kết. Đấy, thí dụ như là bạn đưa hàng lên Amazon bán, bạn đưa hàng lên các trang thương mại điện tử ở Việt Nam bán, thì bản thân những cái hệ thống đấy nó sẽ tự bán cho chúng ta, là chúng ta sẽ có thêm một nguồn thu. Và bản thân các hệ thống đấy nó lại có cái hệ thống liên kết affiliate, nó sẽ có hàng trăm hàng nghìn người vào bán hàng. Thì như vậy đấy là cách chúng ta sẽ xây dựng. Nếu như chúng ta không là người tạo ra sàn đó thì chúng ta đi khai thác cái sàn đó, được chưa? Nếu không tạo được thì chúng ta khai thác. Thí dụ chúng ta đưa lên Lazada vào bán, nếu mà hàng hóa của chúng ta hay Sen Đỏ, Tiki, đúng không, FPT Shop kiểu như thế, chúng ta phát triển đội ngũ cộng tác viên, đặc biệt là cái mảng mỹ phẩm, mảng tiêu dùng phát triển được như thế rất tốt. Nếu như bạn là nhà sản xuất, nếu như bạn là nhà phân phối, bạn có thể phát triển theo hướng như vậy. Vâng. Và nếu các bạn cần tôi cố vấn về việc xây dựng và chiến lược hệ thống hay là mạng lưới nhân sự hay là công cụ để mà chúng ta phát triển được cái selling network của chúng ta, thì hãy liên hệ với tôi. Tôi rất vui có thể chia sẻ, có thể giúp đỡ các anh chị hoặc là học hỏi từ phía chính các anh chị nếu như cái gì tôi không biết. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi bài học này. Xin chúc các anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.